Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Bàn Tay Việt các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ đổi chủ đề một chút xíu, đó là mình sẽ làm món khô mực chiên nước mắm. Thì cái món ăn mình sẽ làm ở nhà thôi các bạn. Đây là những món ăn mình theo làm theo cái phong cách dân dã ở nhà thôi, làm cho gia đình ăn ha, làm món nhậu bình dân. Những ngày giãn cách xã hội, trời ngoài thì đang mưa thì mình sẽ làm một cái món ăn cũng chia sẻ lên với các bạn luôn. Thì hy vọng các bạn sẽ ăn gì. Thấy video của mình hay thì có thể yêu mến mình thì có thể đăng ký kênh và like ủng hộ cho mình nha. Rồi thì mời các bạn cùng theo dõi video của mình. Let's go. Ok, ở đây mình chuẩn bị một ít mực này, khoảng 200g các bạn này. 200g mực khô nhá. Và mình chuẩn bị đó là nước mắm. Nước mắm các bạn. Rồi. Nước tương ớt chin su và bột ngọt, hạt nêm và đường các bạn nhé. Và bên cạnh đó thì mình sẽ có tiêu nữa các bạn. Rồi thì có tỏi băm này, tỏi băm nhá, tỏi băm nhuyễn và một ít ớt hiểm băm nhuyễn luôn. Đó thì các bạn theo dõi mình, bắt đầu mình sẽ cho dầu vào các bạn và chờ cho dầu nóng lên thì mình sẽ cho mực vào mình chiên các bạn nhé. Ok thì mình sẽ chờ cho cái dầu nó nóng lên. Khi mà cái dầu nóng lên rồi thì các bạn có thể là giảm nhỏ lửa lại. Tại vì khi mình giảm nhỏ lửa lại thì cái mực nó không có bị cháy các bạn. Mình sẽ chiên nhỏ lửa, chiên từ từ thì cái mực nó sẽ giòn hơn. Cách để mình biết cái dầu nó nóng nhất định rồi thì mình sẽ cho cái đũa vào mình thử các bạn ấy, thấy nó sùi và ok này. Đó, đổ vào. Rồi thì các bạn đảo đều để cho dầu nó áo đều khuôn mực, các bạn chiên đều tay ha, chúng ta sẽ đảo đều. Ngoài trời đang mưa thì mình tranh thủ làm video chia sẻ với mọi người xem cho vui ha. Các bạn thấy thích video mình nhớ bấm like và ủng hộ mình nha, để mình có những cái động lực làm ra những video hay hơn. Thì bên cạnh đó thì mình sẽ song hành là cắt tỉa trang trí ẩm thực, mình sẽ sáng tạo ra những cái mẫu mới hay hơn để chia sẻ với cộng đồng. Đó thì các bạn chiên làm sao khi mà con mực nó giòn các bạn ha. Chiên nó giòn chín đều rồi thì ta sẽ vớt ráo ra. Đó, các bạn nhớ đào đều tay để cho mực của chúng ta nó giòn đều. Món này mà nhậu với bia thì hết sẩy luôn ha, rất là ngon luôn các bạn. Món này mình cũng rất là nghiền, món này rất là ok luôn. Rồi ok, chúng ta tắt bếp, chúng ta vớt ráo ra ngoài các bạn nhé. Vớt ra ngoài, vớt ráo đi ngồi. Đó, nhìn các bạn nhìn này, con mực nó rất là giòn này này. Rất là giòn này, rất là thơm luôn các bạn. Mực này ở ngoài quê Bình Thuận gửi vô cho các bạn nhé. Đấy thì mực này rất là ngon luôn, mực nhỏ 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 thôi, mực trứng mà, mực rất là nhỏ. Rồi mình tận dụng cái dầu còn lại trong chảo thì mình sẽ phi tỏi thơm các bạn này.
tí tỏi cho vàng thơm ha. Sau đó mình cho khoảng 50 gram nước, 50 gram nước lạnh nhé. Rồi tiếp theo thì mình cho khoảng 2 muỗng hạt nêm, khoảng độ 20 gram canh các bạn. Đấy. Nước mắm 20 gram nước mắm luôn. Rồi đường khoảng 30 gram nhá. Thì nói chung mình canh làm sao cho nó vừa cái vị của mình mặn ngọt là ok các bạn. Rồi cho một ít bột ngọt nhá. Tiếp theo thì để cho cái món ăn của chúng ta thơm hơn thì mình cho một ít tiêu, tiêu xay đen các bạn. Đó. Và một 10 gram tương ớt để tạo màu cho cái sốt của chúng ta nó đẹp hơn các bạn, màu nó sẽ nổi màu hơn. Và không thể thiếu đó là ớt ha. Các bạn nào ăn được ớt thì có thể ăn ít ăn nhiều thì các bạn có thể giảm bớt ha. Và cho một cái chanh để cho nó chanh thì để cho nó có một vị chua chua ngọt ngọt mặn mặn ha các bạn nhá. Đó, thì mình thích ăn chua chua ngọt ngọt như vậy thì mình sẽ cho thêm chanh vô. Rồi sau đó thì các bạn bật bếp lên và cho lửa nhỏ. Các bạn nhớ nhá, ở cái phần này thì mình sẽ cho lửa nhỏ để cho cái sốt của chúng ta nó sôi liu riu. Mình quẩy đều cho nó tan ra này. Đó, như vậy ha thì cũng rất là đơn giản luôn các bạn, thì chúng ta sử dụng làm món ăn này ở nhà được vô tư luôn. Rồi sau đó thì các bạn đổ cho cái khô mực vô rồi chúng ta sẽ đảo đều. Đảo đều cho nó thấm các bạn ha. Cho thấm. Cho nhỏ lửa các bạn, ở đấy cho chúng ta cho nhỏ lửa đó, nó sôi đến khi nào mà khi nước sốt nó sực sệt lại là ok các bạn. Nước sốt nó sệt nó kèo lại nó bám sát vào cái khô mực là ok, như vậy là ok nhất. Món này thì chúng ta sẽ ăn kèm với những cái đồ như là rau xà lách, ăn kèm xà lách dưa leo ha. Thì món ăn ở nhà mà thì các bạn làm cho gia đình thì chúng ta làm, chúng ta hợp cái khẩu vị của chúng ta thì chúng ta làm hợp ý của mình luôn ha. Các bạn có thể cho, các bạn có thể ăn ngọt thì cũng có thể cho bớt ngọt vào, tùy vào các bạn điều chỉnh. Nó đang sệt sệt này, chúng ta đảo khi nào mà khi nước sốt nó sệt lại nó kẹo lại là được. Rồi sau khi mà chúng ta đã nấu cho nó sệt sệt lại như này rồi thì chúng ta sẽ cho ra dĩa và chúng ta thưởng thức. Chúng ta đem bia ra chúng ta nhậu. Đó, cái này nhậu với bia thì hết ý các bạn nha. Trời mưa mưa mà làm cái đĩa mực khô chiên nước mắm sệt sệt kèo kèo như thế này, vài lon bia nữa thì đúng là hết ý luôn. Đó, kèm với salad dưa leo rồi. Rau thơm nếu các bạn thích thì chúng ta cứ cho vào chúng ta ăn cho nó ngon. À, đến đây thì mình chúc các bạn xem video của mình thì có thể để lại những cái bình luận để mình tham khảo và cố gắng hoàn thiện những cái video hay hơn nhé. Thì chúc các bạn sẽ thành công. Xin cảm ơn nhé.